Thú vị với các bạn, những ngày qua trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại câu chuyện cảm động của chủ một số quần áo ở Bình Định và một nữ sinh. Qua tìm hiểu, người mua hàng là em Phạm Thị Ca, học sinh lớp 9 ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, ngồi cạnh giường với người mẹ đang nằm co ro, không thể ngồi dậy vì chứng bệnh lạ 4 năm nay. Ca cho hay, do trời mưa, quần áo của mẹ đem đi giặt nhưng không khô kịp, thấy mẹ cứ một bộ đồ mặc suốt nên em tranh thủ những lúc rảnh đi nhặt ve chai bán kiếm tiền để mua đồ cho mẹ. Ca có đặt mua một bộ với giá 90.000 đồng của chị Lê Thị Quỳnh Nha, một chủ shop bán hàng online ở thị xã An Nhơn. Nhặt xong, em đi nhặt ve chai 3 ngày nhưng bán chỉ được 30.000 đồng. Lúc chú giao hàng gọi điện đến giao, Ca không biết làm sao nên phải từ chối nhận hàng và cũng chỉ biết khóc gọi điện xin lỗi chị Nha. Nghe em Ca vừa trình bày vừa khóc vừa xin lỗi, chị Nha cũng bật khóc. Chị nhờ người shipper gửi tặng bộ quần áo đó cho mẹ em Ca và chị sẽ chuyển đơn hàng thành 0 đồng. Chị Nha cũng mượn của người shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ gia đình em Ca. Theo lãnh đạo Ủy ban dân xã Cát Tường, gia đình Ca thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Sau khi biết câu chuyện nêu trên, xã cũng đã vận động người dân chung tay giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình.